Premier là một trong 4 dòng sản phẩm của Seiko mang tính chiến lược, gồm có Prospect, Versace, Astron, trong đó có Premier. Tuy nhiên á, thì cái dòng đồng hồ này ở thị trường Việt Nam hiện tại thì mình thấy vẫn còn khá là có ít người tiếp cận và sở hữu nó, tại vì cái tính năng và cái thiết kế nó có một vài điểm khác biệt và đặc biệt hơn so với những dòng còn lại. Vậy thì trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc đồng hồ có được sự đặc biệt đó, Seiko Premier Kinetic và Petrol. Ok, và bây giờ mình sẽ nói về thiết kế của đồng hồ Seiko Premier. Phần mặt dial sẽ là điểm nhấn chính và là điểm thu hút đầu tiên khi mà bạn cầm mẫu đồng hồ này trên tay. Những họa tiết phần Veloce khá là chi tiết và nổi bật, nằm chìm bên trong mặt số với những đường cong gợn sóng xếp chồng lên nhau theo cái chiều từ trên xuống dưới. Nếu như bạn có thể thấy phần viên mặt số nơi mà hiển thị những con số La Mã ở góc 2, 4, 6, 8, 10 giờ và 12 giờ, đây là những số chẵn, còn số lẻ thì sẽ là những cái vạch ngang được đan xen với những cọc số La Mã. Thứ nhất, với cái thiết kế những cọc số như thế này sẽ giúp cho người dùng có được sự hài hòa và sự tổng thể, đó khá là thu hút và chi tiết. Nếu như mà bạn có thể thấy rõ hơn qua cái phần Piro thì các bạn sẽ thấy với những cái cọc số được là số lẻ thì nhà sản xuất sẽ sử dụng cho nó kim loại được dập nổi, và bên cạnh đó thì họ sẽ sử dụng màu BVD Rose Gold cho nó phù hợp hơn với cái bộ kim cọc số và cái nấm chỉnh giờ Crown. Còn ở những cái cọc số được làm từ số La Mã thì người ta sẽ làm với nó dưới cái dạng là những cọc số màu trắng. Một chi tiết giúp phân biệt hai cọc số này và giúp cho chiếc đồng hồ trở nên nổi bật hơn. Bên cạnh sự kết hợp giữa các cọc số La Mã và các cọc số vạch, trên mẫu đồng hồ này nhà sản xuất cũng sẽ sử dụng cho nó các cái chữ số Ả Rập bằng cách là người ta sẽ đánh dấu những cái cọc số chỉ phút bằng số Ả Rập. Như bạn thể thấy ở đây 5, 10 và 40, 45, 50, 60 ngay tại cái vị trí của những cái cọc số chỉ giờ. Ở góc 12 giờ dưới cái cọc số La Mã thì chúng ta sẽ thấy được một cái ô lịch mid-date của chiếc đồng hồ này. Và với cái cách vận hành lịch mid-date thì chúng ta sẽ có thể xoay lịch theo cái kiểu là từng ô một, từng số một. Bây giờ mình sẽ demo cho các bạn thể dễ hình dung hơn. Thì ở đây đang là ngày 4 tháng 7, là ngày quay video này. Nếu như mình tăng lên một số thì bạn sẽ thấy là 05, mà các bạn sẽ chỉ thấy là số 5 nó chuyển động mà thôi, còn số 0 đứng yên. Một cái cách làm cho các bạn thể dễ dàng xem được cái ô lịch hơn. Và khi chúng ta chuyển sang cái ngày số 10 á, thì các bạn sẽ thấy cả hai cái ô lịch nó sẽ cùng nhảy lúc. Và khi nhắc tới ô lịch á, thì Seiko Premier Perpetual Kinetic SNB149B2 được tích hợp cái tính năng lịch là Perpetual, hay còn gọi là lịch vạn niên. Vì thế ở vị trí góc 6 giờ các bạn có thể thấy được cái ô tròn, nơi mà ở bên trong nó sẽ chứa được hai cái thông tin. Thứ nhất là cái ô chỉ tháng, và thứ hai là một cái ô khác chỉ số năm nhuận. Ở đây thì các bạn sẽ thấy cái viền ngoài nơi mà có cái chữ như là January, March, May, July, September, November là những cái tháng. Và những cái tháng này các bạn có thể xem qua cái kim nhọn ở đây. Các bạn có thể thấy được ở bên trong đó là chữ LE, có nghĩa là Leap Year, là năm nhuận. Và ở đây các bạn có thể thấy cộng 1, cộng 2, cộng 3 là những cái năm mà nó không có nhuận. Và cái thông tin này các bạn có thể xem thông qua một cái kim được làm bè cái đầu ở đây, một trong những cái chi tiết mà nó cũng khá là tinh tế trên mẫu đồng hồ này. Và mình cũng xin nói luôn là cái chiếc đồng hồ này tuy nó có tính năng perpetual, tuy nhiên thì sau những cái tháng mà có 30 ngày thì các bạn vẫn phải chỉnh cái ô lịch ngày lại. Và mình vừa với test xong thì mình thấy người dùng vẫn phải làm điều đó. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn xem cái chi tiết này. Các bạn thấy khi mình chỉnh giờ hay mình chỉnh các cái ô lịch đó, thì các bạn nhớ chỉnh nó né cái khung giờ cắm ra, mặc dù đây là một cái bộ máy pin, tuy nhiên thì chúng ta cũng nên làm nó một cách cẩn thận. Bây giờ mình sẽ kéo nó ra ở cái nấm đầu tiên, nơi mà người dùng có thể chỉnh lịch ngày. Và một điểm đặc biệt trên chiếc đồng hồ này thì lịch ngày của nó có thể chỉnh lùi lại, một trong những cái thiết kế nó mình thấy khá là thông minh đến từ Seiko. Tại vì với những cái chiếc đồng hồ kiểu perpetual như thế này, Seiko không cho chúng ta một cái kiểu đó chính là chỉnh được tháng hoặc là chỉnh được leap year, mà chúng ta chỉ có thể chỉnh được ngày mà thôi. Vì thế nếu như mà các bạn chỉnh lố thì các bạn sẽ vẫn còn cái cơ hội là các bạn có thể quay lại được.
thì cũng mình đánh giá khá cao. Tuy nhiên á, thì nếu như mà khi mà các bạn mua chiếc đồng hồ mà nó nằm ở cái năm nó khá là xa với thời điểm mà các bạn đang sở hữu nó, thì các bạn phải chỉnh lại nó khá là lâu. Một trong những cái chi tiết mà mình thấy nó cũng hơi bất cập trên chiếc hồ này. Ok, và bây giờ mình đang chỉnh tới tháng 6, các bạn có thể thấy. Và tháng 6 thì thường nó sẽ có 30 ngày, bây giờ mình sẽ xoay nó tới số 30. Và khi xoay một mắt nữa, nó vẫn sẽ là số 31. Điều đó chứng tỏ là nếu như mà từ tháng 6 qua tháng 7 nó có 30 ngày, tuy nhiên thì qua đầu tháng 7 các bạn vẫn phải chỉnh lịch nó là như thế này. Và khi đó các bạn có thể thấy ngay cái ô kìm chỉ tháng nó sẽ tự động nhảy qua July. Và một chi tiết nữa trên mỗi hồ này mình cũng khá là thích, đó chính là cái ô lịch chỉ 24 giờ ở đây, ở cái góc 4 giờ. Thì các bạn sẽ thấy thì cái ô lịch này nó sẽ là một cái ô lịch chỉ 24 giờ cho người dùng, để các bạn có thể dễ dàng xem được là cái thời gian mà các bạn căn chỉnh đồng hồ là sáng hay tối phù hợp hơn cho cái việc các bạn thể chỉnh giờ một cách nó chuẩn chỉnh hơn. Và nãy giờ thì mình chưa có nói qua về bộ kim của chiếc đồng hồ này. Thì đối với Seiko Kinetic Premier Perpetual thì chiếc đồng hồ này sẽ sử dụng cái bộ kim, đó chính là kim Dolphin. Tuy nhiên nhà sản xuất có trang bị thêm cho người dùng, đó chính là cái tính năng là người ta sẽ làm cái bộ kim này dưới dạng 3D thay vì được làm phẳng như các cái dòng kim khác, để người ta có thể tạo vân trên cái bộ kim. Một mặt thì người ta sẽ tạo vân bóng, còn một mặt thì người ta sẽ tạo cho nó một cái lớp vân kiểu như là nó bị đánh xước, hay là các bạn có thể gọi nó một cái tên như là vân cát á, để cho chiếc đồng hồ này nó có thể dễ bắt sáng hơn, cùng với đó các bạn sẽ dễ nhìn được thời gian hơn cả khi mà ở môi trường ánh sáng gắt hoặc là trong môi trường ánh sáng yếu, thì chiếc đồng hồ này vẫn có thể hiển thị thời gian một cách dễ dàng. Mặc dù mình xin nhấn mạnh là một lần nữa, chiếc đồng hồ này hoàn toàn không sử dụng giả quang. Ở vị trí kim dây thì các bạn sẽ thấy ở đây là một cây kim được làm rất là dài, lên đến tổng các cái con số chỉ phút. Cùng với đó thì cái đuôi kim dây nhận xuất cũng sẽ tạo cho nó một cái vòng tròn, một cái điểm nhấn cho cái chiếc đồng hồ này. Và khi cầm chiếc đồng hồ này trên tay á, thì mình thấy được một cái điểm cộng khá là lớn của chiếc đồng hồ này, đó chính là khi mà so sánh với các cái chiếc đồng hồ khác của Seiko, ví dụ như là chiếc đồng hồ Seiko Pisei Cocktail mình đang cầm á, thì Premier sẽ sử dụng lớp kính đó chính là Sapphire. Thì cái lớp kính này sẽ có độ cứng là 9 trên thang độ mod hoặc 8 trên cái thang độ kim cương. Tuy nhiên á, thì các bạn sẽ đối mặt với cái việc đó chính là không thể đánh bóng hoặc là làm mới cái lớp kính này sau khi mà đã bị trầy xước. Tuy nhiên á, thì Sapphire là một trong những cái lớp kính được xem là khó trầy nhất ở thời điểm hiện tại, và được xem như là một trong những cái loại kính tốt nhất được sử dụng ở thị trường hiện tại. Và bây giờ thì mình sẽ nói thêm một chút về cái dòng Seiko Premier này cho bạn nào còn chưa có tiếp cận nhiều tới nó. Tại vì đối với Seiko thì người dùng ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại, người ta hay biết tới những cái dòng đồng hồ như là Seiko 5, Seiko Pisei, Seiko Prospect hoặc là Seiko Astron. Tuy nhiên thì Premier vẫn là một trong những cái dòng đồng hồ mà mình thấy có ít người quan tâm ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì ngay từ khi ra mắt, đồng hồ Seiko Premier đã chiếm trọn trái tim của người dùng, đặc biệt là người dùng châu Á. Seiko Premier là những chiếc đồng hồ wristwatch được đánh giá cao, và không những là ở thị trường châu Á mà cả ở những nước châu Âu hoặc là Hoa Kỳ. Nhiều người thắc mắc tại sao là dòng đồng hồ này nó có tương đầu với dòng Pisei, tuy nhiên là Seiko lại chia nó ra làm hai cái dòng đồng hồ khác nhau. Đây là một điều mà mình thấy cũng khá là khó hiểu ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì khi mà đi tìm câu trả lời cho cái câu hỏi mình vừa đặt ra, thì mỗi dòng đồng hồ Seiko tung ra thị trường đáp ứng riêng một thị yếu của một nhóm khách hàng. Như dòng đồng hồ Seiko Premier mang đậm tính cổ điển và thuộc nét châu Âu hơn so với Pisei. Pisei thì các bạn thể thấy thường là những chiếc wristwatch của họ hay có những cái size nó nhỏ hơn khoảng 40 trên những cái chiếc đồng hồ cocktail. Còn đối với chiếc Premier này, đường kính mặt số của nó là 42.5mm, nó sẽ phù hợp hơn với những người có cổ tay lớn thuộc châu Âu, hoặc là nếu như mà các bạn có một cái cổ tay kiểu từ 16cm trở lên đó, thì các bạn có thể sử dụng chiếc đồng hồ này như một chiếc daily watch hàng ngày. Cùng với đó thì nói gì thì nói, người châu Á của chúng ta cũng sẽ thích những cái bộ máy automatic hơn là những bộ máy kinetic như thế này. Vì thế thì ở thị trường Việt Nam mình thấy thì Premier vẫn chưa có nổi tiếng,
chưa có thực sự đặc biệt như những gì mà Presale đã làm được. Và khi nói tới bộ máy Kinetic thì mình sẽ giới thiệu qua nó luôn cho các bạn thì dễ dàng được biết. Thì máy Kinetic là một cái bộ máy được phát minh dựa trên cái hoạt động đó chính là thạch anh. Nó sẽ khá là giống như những bộ máy Quartz thông thường. Tuy nhiên thì cách mà cái bộ máy này hoạt động á, thì nhờ cơ chế nạp năng lượng thông qua cái bộ bánh đà, nó sẽ tạo ra năng lượng khi mà các bạn xoay cổ tay. Cách nạp cót cũng tương đồng như những cái chiếc bộ automatic sử dụng bánh đà, sử dụng rotor. Tuy nhiên thì thay vì được tích trữ nó bên trong hộp cót như những chiếc đồng hồ automatic thì Kinetic sẽ sử dụng công nghệ đó chính là tích tụ năng lượng từ cái việc xoay bánh đà đó. Thì năng lượng tạo ra sẽ được nạp vào viên pin giúp cho chiếc đồng hồ này có thể hoạt động lâu hơn. Thì cách nạp năng lượng này nó cũng sẽ giống như những chiếc đồng hồ Seiko Solar khác. Thì năng lượng được tạo ra vẫn sẽ được nạp vào một viên pin thay vì được nạp vào một cái bộ cót như những chiếc đồng hồ automatic. Và cái bộ máy mình đang cầm trên tay và được sử dụng cho chiếc đồng hồ Seiko Premier Kinetic này có mã hiệu là 7D56, với vài ưu điểm như là cái khả năng hoạt động lịch chính xác lên tới năm 2100. Và đó là những gì muốn chia sẻ với các bạn trong video này. Thì theo cảm nhận cá nhân của mình á, với một cái thiết kế xem như là khá là to cổ điển và nó phù hợp với những người có cổ tay lớn á, thì một chiếc đồng hồ như thế này mà còn cổ tay 6 trở lên nữa thì sử dụng. Và đó là những gì muốn chia sẻ với bạn trong video này. Nếu như mà bạn thấy video này hay, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng mình để không bỏ lỡ những video mới nhé. Và mình cũng sẽ nói thêm trong 21 triệu thì bạn sẽ chọn chiếc Seiko Premier, nó vừa tinh tế, nó vừa có nhiều công nghệ độc đáo, hay là các bạn sẽ chọn chiếc Seiko Presale nó có cái bộ máy là automatic cổ điển. Thì video đó mình sẽ để sau, nếu như bạn thích thì bạn subscribe để không bỏ lỡ những nội dung như thế này nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.